xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiện Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube và ngay sau đây xin ghi mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ đang là buổi chiều trong lục gia đám người hầu đã bắt đầu phân phát tiền công ba năm cho mọi người. Mà tộc nhân lục gia, lục này đã sắp xong quần áo, vật dụng, nhưng cũng không muốn rời đi. Cả đám lưu luyến không nỡ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Mấy trăm người của lục gia phân tán rời đi, tránh không được việc ẩm ý. Mà lục đông, lục tây, lục này lại càng thêm bận rộn. Lục gia còn có không ít sinh ý và cửa hàng, cho nên không thể an bài thỏa đáng trong vòng một ngày toàn bộ tộc nhân phân tán di chuyển, đối với lục gia mà nói, có ảnh hưởng không ít. Thế nhưng vì an nguy của lục gia, cũng không có biện pháp nào khác. Bàn đêm, dưới bầu trời yên lặng, trong một đình viện của lục gia, dưới mặt đất trong đại sành có một thanh niên ngây ngốc đang ngồi đó, vẻ mặt dại ra, đầu tóc rối bời, không ngừng vẽ vẽ trên mặt đất. Đó chính là lục thiếu hồ đã biến thành xỉ ngốc. Trong đại sảnh, lục tung khẽ thở dài con lưu cho hắn một mạng đã là giới hạn của con rồi. Thân ảnh của Lục Thiếu Du xuất hiện trong đại sảnh, ánh mắt đảo qua trên người Lục Tiêu Hồ một chút, trong mắt không có một chút thương hại nào. Thế nhưng trùng quy, nó vẫn là đệ đệ của con, Lục Trùng Đại nói. Hắn muốn giết con, không phải chỉ một lần, hai lần, mà là rất nhiều lần, Lục Trùng Đại nói. Ta biết là con không sai, người sai là ta, không giáo dục được nó cho tốt, Lục Trùng Đại nói sao con lại tới đây? Con tới hỏi người, người có ý định đi vân dương tông không? Lục tiêu dù đại nói. Nếu như người có thể đi, mẫu thần cũng sẽ rất vui vẻ. Ta thiếu mẫu thần của con nhiều lắm, cho nên đưa cuộc đời còn lại của ta sẽ dành cho mẫu thần của con. Đi vân dương tông cũng tốt, dù sao trong vân dương tông ta cũng có một ít người quen. Lục trùng đại nói. Vậy là tốt rồi. Lục tiêu dung mỉm cười, rốt cuộc mẫu thần sau này cũng không còn gì để tiếc nuối nữa. Thiêu du, con thành thật nói cho ta biết, có phải là con có dự định gì không? Ánh mắt của Lục Trung vừa chuyển khỏi Lục Thiêu Du, cũng có thể coi là như vậy. Còn có chuyện cần làm, Lục Thiêu Du nói. Nói chung tất cả mọi chuyện con phải cẩn thận. Hiện giờ ta cũng không giúp được con cái gì. Đối với con, ta cũng chỉ có anh ấy, thiếu còn quá nhiều. Lục Trung nói. Phụ tử với nhau người hạ tất phải nói những lời như vậy. Lục thế Du mỉm cười nói, đúng rồi, giữa phụ tử với nhau, hạ tất phải nói những lời như vậy. Lục Trung Sửng sốt, quay miệng hiện lên tiêu ý, khí thế trên người lúc này có chút thay đổi, khúc mắc giữa hai phụ tử, rốt cuộc đã tiểu tán. Thiêu Du, ta biết ngày sau nhất định con sẽ bất phạm, già già con đã thấy được điểm này mới đưa vô tự thiền thư và long ảnh tí cho con. Tuy rằng con không muốn tiếp nhận vị trí tộc trưởng của lục gia, thế nhưng ta hy vọng ngày sau còn có thể tiếp nhận vị trí tộc trưởng này. Sau này lục gia cũng chỉ có thể dựa vào con. Lục trùng bây giờ khẽ nói. Chuyện trước vị tộc trưởng sau này hãy nói đi. Con từng nói với gia gia, nếu như không đủ khả năng, chuyện tình của lục gia con sẽ không quản tới. Lục thiêu dù lại nói. Vô tự thiên thư nằm trong lục gia ta hơn một vạn năm. Trách nhiệm mỗi một đời tộc trưởng lục gia ta chính là bảo vệ vô tự thiên thư này. Hy vọng sau này còn có thể thu thập đủ chín bản vô tự thiên thư, tìm được bí mật trường sinh bất tử, phá toái hư không. Lục trùng nói, Lục Tiêu Du bây giờ mỉm cười thu thập đủ chín bản vô tự thiên thư, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng gì. Hiện tại, chuyện ưu tiên hàng đầu của hắn chính là tăng cường thực lực và phát triển phi linh bồn. Nếu có cơ hội thì lại tìm kiếm vô tự thiên thư cũng không muộn. Tuy rằng đối với vô tự thiên thư này, Lục Tiêu Du không hiểu nhiều lắm. Thế nhưng độc cô ra linh vũ giới đều đang tìm kiếm vô tự thiền thư này. Lục tiêu du phỏng đoán, những người này có lẽ cũng biết một chút, sau này có cơ hội, không chừng sẽ biết bí mật của những bản vô tự thiền thư khác. Cho tới tận đêm khuya, lục tiêu du mới từ đỉnh viện rời đi, hai phụ tử hàn huyên không ít. Ngày thứ ba, phía sau núi lục ra, lục tiêu du tiểu long, thiền sĩ tuyết sư xuất hiện ở đó. Tham kiến yêu vương. Nghịch nhân yêu bằng, huyết ngọc yêu hổ, thái ẩm yêu thọ, thụy hòa yêu giao, nhanh chóng đi tới trước mặt tiểu long rồi hành lễ. Bốn đầu yêu thú ngũ dai này, nghiêm túc mà nói, cũng không phải thuần phục lục thiêu du, mà là thuần phục tiểu long. Bạch Đình Tỷ thế nào rồi? Tiểu Long nhìn chăm chú vào một sân động ở phía trước rồi hỏi. Yêu vương, Bạch Đình yêu vương đang điều tức, thường thế quả là không nhẹ. Nghịch Linh yêu bằng nói với Tiểu Long. Lúc này Lục Thiêu Du có chút lò lắng. Thực lực của Bạch Linh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chịu một kích của hắc quỷ thiên vương, thương thế tuyệt đối là không nhẹ. Trong bầu trời, một tiếng gầm gừ truyền ra, lập tức có một cỗ khí tức thật lớn bắt đầu kéo lên. Sau một lát, khí tức yêu thú tứ giai hậu kỳ cũng xuất hiện. Huyết tích dịch, rốt cuộc cũng đột phá. Lục Tiêu Du nhìn về phía bên trái, mấy hôm trước, huyết tích dịch đã chuẩn bị đột phá. Vừa lúc Lục ta gặp chuyện, huyết tích dịch cũng không kịp xuất hiện. Thế nhưng thực lực của huyết tích dịch cũng không quá mạnh mẽ. May là không phải xảy ra chuyện gì lớn. Lúc này trong sân động phía trước có một đạo bạch quang bắn ra, lập tức hóa thành một nữ tử tuyệt sắc trong không trung. Sắc mặt cũng có chút trắng bạch, chính là Bạch Linh. Bạch Linh, người thế nào rồi? Lục Thiết Du hỏi, cảm nhận khí thế trên người Bạch Linh, lúc này dường như thường thế cũng không quá tốt. Thực lực của hắc quỷ thiền vương quá mạnh mẽ, ta điều tức ba ngày ba đêm cũng chỉ khống chế được thường thế mà thôi. may mà bản thể của bộ tộc cửu vị yêu hồ ta vô cùng cường hãn, hiện tại cũng chỉ có chút trở ngại nhỏ, khôi phục hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. bạch linh nói, sắc mặt có chút tái nhợt, khiến cho nàng càng trở nên xinh đẹp. vậy là tốt rồi. lục tiêu du thở dài một hơi, thực lực của tên hắc quỷ thiền vương kia quá mạnh mẽ, thu quần lục gia hiện tại khó mà báo được. Có hai, lục tiêu du như hắn cũng không phải đối thủ của hắc quỷ thiên vương. Cho nên sau này có cơ hội nhất định phải báo được thù. Cho đến lúc trời trạng vạng, trong vật thất dưới lòng chứa của lục gia, lục tiêu du đi vào mật thất. Lục này bên người của hắn cũng chỉ có tiểu long đi theo. Nam Thúc thở ra một ngụm trọc khí trong cơ thể, hai mắt mở ra. Trong đôi mắt mở đục kia bắn ra tình quang, sắc mặt lúc này vẫn còn tái nhợt. Nam thúc Thường thế của thúc thế nào rồi? Lục Tiêu Du đỏ lắng hỏi. Có chút vấn đề nhỏ nhỏ thôi. Nam Thúc nhìn Lục Tiêu Du lại nói. Ta vốn có thường tích trong người. Lần trước giúp người luyện chế huyết lục. Lần này lại mạnh mẽ. Thôi đội cửu lòng xích viềm định. Hơn nữa, mười năm khối rụng, Lại có chút thực lực đó. Hiện tại, chúng ta thực lực này chỉ sợ muốn dùng lại. Phải chờ thêm mười năm nữa thôi. Nam Thúc là con làm điền đụy tới người rồi. Lục Tiêu Du chợt hành lễ, tất cả chuyện này Nam Thúc đều vì hắn nên mới ra tay. Lại nữa rồi, việc này cũng không phải đặt toàn bộ do ngươi, người linh vũ giới kia vốn có liên quan tới ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho chúng. Thế nhưng thực lực hiện tại của ta, ngay cả một hắc quỷ thiên vương nhỏ nhỏ cũng không thể đánh chết. Nam Thúc kết thở dài, hắn mang trong mắt chợt lóe. Nam Thúc, linh vương vũ giới kia rốt cuộc là cái gì thế? Thế lực như nào thế nào? người và linh vũ giới kia có thầm thủ sao lục thiêu du đại hỏi linh vũ giới là một cỗ thế lực bí ẩn chiều mộ được không ít cường giả thực lực vô cùng khổng lồ nhưng người biết tới bọn họ rất ít nam thúc liếc mắt nhìn lục thiêu du thù của ta và đám người linh vũ giới kia con nói cũng không hết linh vũ giới này không phải là thứ mà ngươi có thể trêu chọc, ngươi không nên hỏi nhiều nam thúc thù của người tự nhiên sẽ là thù của con hiện tại con không thể trêu vào linh vũ giới kia, nhưng không có nghĩa là không làm được. Một ngày nào đó, con nhất định sẽ giúp người báo thù. Lục Tiêu Du nghiêm túc nói. Nhìn Lục Tiêu Du, Nam Thúc chậm rãi nói. Người có tầm từ như vậy là được rồi. Có một số việc người không nên tham dự, bằng không sẽ dẫn tới họa sát thân. Lục gia hiện tại thế nào rồi? Hiện giờ Lục gia phân tán gì chuyển, 15 năm sau mới trở về. Lục Tiêu Du ngay lập tức nói chuyện của Lục gia một lần, bao gồm cả tin tức lục vũ qua đời. Cũng tốt, linh vũ giới kia chỉ sợ một đoạn thời gian nữa sẽ trở lại. Nam Thúc kẽ thở dài rồi nói. Hơn 30 năm, ta ở chỗ này cũng đã có chút quen thuộc. Hiện tại cũng nên rời đi. Lần này ta xuất thủ, chỉ sợ người của linh vũ giới không lâu nữa sẽ biết thần phận của ta, nên đội địa điểm thôi. Nam Thúc, người tính đi tới đâu? Lục Thiêu Dù hỏi. Từ trong miệng Nam Thúc, hắn cũng nghe qua quan hệ giữa nam thúc và tình vũ giới kia tuyệt đối không tầm thường. không biết đâu cũng có thể đi được nam thúc nói sang mặt của lục tiêu du hơi đổi lại nói nam thúc không bằng người cùng đi cổ vực với tiểu tử đi cổ vực sao nam thúc nhìn lục tiêu du lại nói không sai tới phỉ đình bồn tiểu tử bình thường cũng có thể gặp được nam thúc hơn nữa phỉ đình bồn bảy giờ chỉ là một môn phái nhỏ phong trưng linh vũ giới muốn tìm người cũng không dễ Lục Thiêu Du lại nói, Người nghĩ bộ xương già này của ta còn có thể giúp người trấn giữ phi linh môn sao? Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du lại nói, Nam Thúc, con thừa nhận là con có nghĩ tới, nhưng đây tuyệt đối không phải là nguyên nhân chủ yếu. Trong tầm tiểu tử, hy vọng người đi tới Phỉ linh môn. Sau khi tới phi linh môn, người có thể an tâm dưỡng thương, có chuyện gì con sẽ lập tức chạy tới nghe người phần phó. chung quy so với việc người ở một mình sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa tiểu tử nói lời buồn nồn một chút, người không coi con là đồ đệ, nhưng tiểu tử lại coi người là sư phụ, là thân nhân, nếu như người rời đi, con sẽ nhớ người lắm. Lục tiêu du nói, nhìn lục tiêu du, ánh mắt nam thúc giật mình, không nói gì, dường như đang nghĩ tới điều gì đó. Lão già, lão đại ta đã nói như vậy rồi, người cũng cùng đi đi. Tiểu Long ngẩng đầu lập tức nhảy tới trên vai Nam Thúc. Tiểu nghiệt xúc nhà ngươi, nam túc trừng mắt nhìn tiểu long lại nói với lục thiêu du được rồi ta theo người đi cổ vực cũng được dù sao cũng không còn chỗ nào có thể đi nữa xin đã tạ nam túc thành toàn lục thiêu du vui mừng nói người cao hứng như vậy làm gì tới vì linh môn người ít gây sự một chút cho ta bộ xương già này của ta không giống như nằm đó không chịu nổi bị lằn qua lằn lại vài lần nam túc nói với lục thiêu du nam thúc coi không phải là người thích gây sự mà Lục Tiết Du cười hăng hắc lại nói Vậy mấy đầu yêu thú bên cạnh ngươi còn có cửu vị yêu hồ lại thêm tiểu long ngươi và vần dương tông còn kết minh ngươi có thể không gây sự sao Nam Thúc lại nói Trong cổ vực không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu bằng không tam thông tứ môn đã sớm tiến vào cũng không tới phiền của ngươi Yên tâm đi Nam Thúc con tự có chừng bậc của mình sẽ không gây hoạn khắp nơi đâu Lục Tiết Du lại nói Người cũng không phải là người không biết nặng nhẹ, ta cũng chỉ nói vậy mà thôi. Nam Túc nhìn Lục Thiêu Du lại nói, Lục Vũ quả đời, nếu như ta đoán không sai, Lục Gia có bảo vật nhất định sẽ giao cho người đúng không? Bảo vật của Lục Gia rốt cuộc là vật gì? Khiến cho ta cũng cảm thấy hiếu kỳ, ngay cả độc cô Gia và người của lình vũ giới cũng muốn có nó. Nam thông có biết vô tự thiền thư không? Lục tiêu Du do dự một chút rồi nói, trước mặt Nam Thúc, hắn không giấu giếm một chút nào. Lẽ nào, bảo vật của lục gia khác ngươi chính là một bản vô tự thiền thư sao? sắc mặt của nam thúc đại biến, không sai, chính là vô tự thiền thư. lục tiêu du nói, mau đưa cho ta xem. nam thúc đột nhìn run lên, ánh mắt nhìn về phía lục Thiêu du, hợp tập nói. lục tiêu du móc ra vô tự thiên thư đưa cho nam thúc. bây giờ nhìn vào dáng vẻ lúc này của nam thúc, lục tiêu du phỏng đoán có lẽ nam thúc cũng biết một chút về vô tự thiền thư. tiếp nhận ngọc giản trong tay lục tiêu du. Nam Thúc hưng phấn không ngớt, quang mang trong tay chợt lóe lên. Trên bề mặt vô tự thiên thư, lúc này xuất hiện một đám văn tự, cùng với khí thức cổ xưa nhanh chóng lóe sáng. Chữ trên đỉnh ngọc giản kia cũng nhanh chóng biến mất. Chính xác, đúng là vô tự thiên thư. Nhìn vô tự thiên thư trong tay, toàn thân của Nam Thúc có chút kích động, lập tức trả vô tự thiên thư cho Lục Tiêu Du, rồi nói. Vô tự thiên thư này, người nhất định phải giữ lấy. Nếu như tiết lộ ra bên ngoài, người sẽ trở thành đối tượng bị toàn bộ những thế lực đỉnh cấp trong đại lục truy sát, cho dù kể cả lúc bản thân của ta toàn thịnh cũng khó bảo vệ được ngươi. Nam thúc, vô tự thiên thư lẽ nào thực sự ẩn chứa bí mật phá toái hư không, trường sinh bất tử sao? Lục Tiêu Du thu hồi vô tự thiên thư rồi hỏi Nam thúc, truyền thuyết đúng là như thế, chính bản vô tự thiên thư cất giấu bí mật trường sinh bất tử, phá toái hư không, nhưng cụ thể thì ta cũng không biết rõ nói chung nó là trọng bảo nếu như tiết độ ra bên ngoài sẽ gây tới họa sát thần trò người huống trì hiện tại triệu gia độc cô gia linh vũ giới đều sẽ hoài nghi trên người của ngươi triệu gia có thể không cần e ngại linh vũ giới và người của độc cô gia người không thể trêu vào nam thúc nhìn lục thiêu du lại nói nam thúc độc cô gia rốt cuộc có lai địch gì lục thiêu du hỏi là một gia tộc lãnh đời thực lực rất mạnh so với trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn rất nhiều vì vậy bây giờ ngươi không cần phải biết. Nếu muốn biết thì phải tăng thực lực hơn nữa. Có đủ thực lực, người cũng không phải lâm vào tình cảnh giống bà ngày trước đây. Không thể làm gì được hắc quỷ thiên vương. Phải biết rằng trên đời này, kẻ mạnh hơn hắc quỷ thiên vương còn có nhiều lắm. Nam Thúc chậm rãi nói. Tiểu tử biết rồi, tiểu tử sẽ cố gắng tù luyện. Lục tiêu Du trả lời, ánh mắt bắn ra sự kiên nghị. Con đường cường giả này, có một ngày nhất định hắn có thể bước đến đó người có ẩm dường đình vũ quyết, chỉ cần cẩn thận một chút, trở thành cường giả chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ta đợi ngày người trở thành cường giả. Nam Thúc nói với Lục Tiêu Du, khóe miệng nở nụ cười hiếm thấy. Cho đến một lát sau, Lục Tiêu Du mới rời khỏi mật thất dưới phòng chứa củi. Lần này có thể thuyết phục Nam Thúc cùng đi tới cổ vực. Điều này khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng vui vẻ. Tuy rằng ý tứ của hắn cũng không phải muốn Nam Thúc tọa trấn phi đình bồn, Thế nhưng bằng vào kiến thức rộng rãi của nam thúc nếu như người ở trong phì linh bồn cũng có thể giúp hắn rất nhiều điều khi lục tiêu du chạy ra hậu viện thì khẽn nhíu mày ánh mắt nhìn về phía trước lúc này phía trước có một cỗ ký tức khổng lồ đang lào tới có cường giả tới rồi thân ảnh của bạch linh lập tức từ nơi nào đó đáp xuống vài lục tiêu du trong nháy mắt thân ảnh của lục trung đem theo ánh mắt ngừng trọng đáp xuống bên cạnh lục tiêu du phụ tử nhìn nhau sau đó ánh mắt cùng nhìn về phía trước. Lam ngọc Lang ưng. Trên không trung, một đầu yêu thú giống như đại bàng xuất hiện. Lục Tiêu Dung đột nhiên mỉm cười. Người cưỡi Lam Ngọc Lăng ưng không cần phải nói chính là sư phụ Vũ Ngọc Tiền của hắn. Chỉ trong nháy mắt, đầu Lam Ngọc Lang ưng khổng lồ đã xuất hiện trong bầu trời. Hai cánh chấn động mang theo cỗ khí lưu mạnh mẽ. Nhìn tới đầu Lam Ngọc Lăng ưng khổng lồ này, sang mặt của lục trùng có chút bối rối. Trên lưng Lam Ngọc Lang ưng, trong nháy mắt có ba đạo thân ảnh đáp xuống. Bà cậu khí thế chợt lóe lên rồi biến mất. Ba người này không phải ai khác, chính là trưởng lão Vũ Ngọc Tiền của phần Dường Tông cùng với tạ trưởng lão Tống trưởng lão. Tham kiến sư phụ, tham kiến tạ trưởng lão Tống trưởng lão. Lục Tiêu Du nhanh chóng bước tới mà nói. <laughs> thiếu Du, sư phụ nhớ còn quá. Vũ trưởng lão cười sang sảng nói. Thiếu Du, lẽ nào triệu gia thực sự đã tới đây sao? Nhìn cảnh tượng lục ra lúc này, Tống trưởng lão tạ trưởng lão không khỏi nhíu mày lúc này tiền viện lục gia hơn phần nửa đã bị phá hủy mặt đất trùng quanh nứt nẻ hố sâu vô số khi nãy ở trên không trung bọn họ đã nhìn qua không sai đúng là như vậy lục tiêu du gật đầu nói phòng trừng tạ trưởng lão tống trưởng lão đã biết tin tức triệu ra tới đây đệ tử xin tham kiến sư phụ lúc này lục trung cũng đi tới trước mặt vũ ngọc tiền rồi hành lễ vũ ngọc tiền nhìn lục trung một lát rồi nói người còn nhớ rõ ông già như ta sao đệ tử nào dám quên trước mặt của vũ ngọc tiền lục trung tuyệt đối tồn kính không dám quên ư hai mươi năm trước người có xem ta ra cái gì không vũ ngọc tiền bây giờ kẽ hừ lạnh một tiếng đệ tử đáng chết lục trung cúi đầu nói sư phụ người mau vào trong đi xong người lại tới đây lục thế du cười khổ nhanh chóng tiến đến mang theo bà người tiến vào lục ra cho đến một lát sau một tiểu tính phòng. Lục vô Sòng và Vân Hồng Lăng cũng đã chạy tới. Đám người lục đông, lục tây cũng có mặt. Lập tức lục tiêu du đem tình huống hiện tại của lục gia nói với ba người một lần. Vân Hồng Lăng đối với triệu gia tức giận tới mức nghiến rằng kèn két. Thế nhưng trong lúc kể lại chuyện liên quan tới đám yêu thú và nam thúc, lục tiêu du chỉ nói qua loa. Biết tình triệu gia chỉ có một mình triệu vô cực chạy thoát. Sắc mặt bà người Vũ Ngọc Tiền, tạ trưởng lão, tống trưởng lão vô cùng kinh hãi, mà triệu kình thiên triệu kình hải cũng bị giết khiến cho bà vị trưởng não vô cùng bất đắc dĩ hai người này cũng là đệ tử mà vân dương tông cực kỳ coi trọng sư phụ sao người lại tới đây lục tiêu du hỏi dựa theo tốc độ của lam ngọc lang ưng ba người từ vân dương tông xuất phát không chỉ vài ngày là tới đầy được có lẽ trước khi lục gia cặp chuyện ba người đã lên được sau khi triệu vô cực rời khỏi vân dương tông tông chủ âm thầm bảo chúng ta tới lục gia một chuyến không nghĩ tới lại đến chậm chân. Tống trưởng lão nói, xem ra, Vân Kiêu thiên vẫn luôn lưu ý tới triệu gia. Lục Thiết Du thẩm nghĩ trong lòng, triệu vô cực chân trước vừa rời khỏi Vân Dương Tông. Vân Kiêu thiên đã để cho tạ trưởng lão đến lục gia. Đây không phải là dự cảm, mà hẳn là hắn biết được điều gì đó. Lục Thiết Du không ngừng cân nhắc, có lẽ không bao lâu nữa, tin tức lục gia gặp nạn sẽ truyền tới tai Vân Kiêu Thiền. Mấy đầu yêu tú trong vật địa bên người hắn có lẽ cũng bị vần khiêu tiền viết hết đến lúc đó chuyện đình vũ thánh quả cũng bị bại lộ khá lắm triệu gia quả thực đáng đời bọn chúng vũ ngọc tiền hư lạnh một tiếng quả thực vũ ngọc tiền đối với triệu gia không có một chút hào cảm nào thiếu dù, sau này con có tính toán gì không có muốn trở lại vần dương tông không tới Vân dương tông rồi để xem triệu vô cực kia có dám làm gì con không vũ ngọc tiền lập tức nói sư phụ Lần này đệ tử sẽ không trở về Vân Dương Tông nữa. Đệ tử còn có chuyện cần làm. Sau này sẽ trở lại Vân Dương Tông tham sư phụ. Lục Tiêu Du nói ra. Lần này có tạ trưởng lão và tống trưởng lão tới đây. Trong lòng Lục Tiêu Du cũng yên lòng một chút. Vốn Lục Tiêu Du còn dự định đưa Mẫu Thần và Vân Hồng Lăng cùng Lục Vô Song tới Vân Dương Tông rồi mới đi tới cổ vực. Tuy rằng đi lại mất nhiều thời gian, thế nhưng hắn vẫn phải đưa đi. Bằng không hắn sẽ lo lắng hiện tại có tạ trưởng lão và tống trưởng lão tới đây, đi cùng bọn họ thì hắn có thể yên tâm. Khi đó bản thân hắn có thể trực tiếp đi tới cổ vực. Còn không trở lại vần dương tông sao? Vũ Ngọc Tiền lo lắng nói. Lần này triệu gia luyền khí đại thương, triệu vô cực thất phù kia cũng sẽ không buồn tha cho con. Đệ tử sẽ chú ý. Lục Tiêu Dung nói. Vậy còn tính toán đi đâu? Vũ Ngọc Tiền vẫn vô cùng lo lắng hỏi. Đệ tử hiện giờ còn chưa quyết định đến lúc đó rồi tính tiếp. Lục Thiêu Du nói ra, trước mặt, chuyện đi cổ vực, Lục Thiêu Du cũng không nói cho một ai biết. Ngay cả Vân Hồng Lăng và Lục Vô Song cũng vậy. Lục Thiêu Du biết chuyện này, càng ít người biết càng tốt. Chuyện phi linh bồn này, Lục tiêu Du đoán, người trên Vân Dương Tông biết có lẽ cũng chỉ có mình Vân Kiêu Thiên và một số người cực ít khác mà thôi. Phòng trừng sư phụ của hắn, tạ trưởng lão, tống trưởng lão cũng không biết. Huống chỉ hiện tại phi linh bồn và Vân Dương Tông ẩm thầm kết minh. Hiện tại cũng còn chưa chính thức khởi động. Tất cả phải chờ hắn về thì linh môn mới an bài được. Lập tức mọi người hàn huyên một lát rồi mới tán đi. Lục Tiêu Du cũng nhờ sư phụ chiêu cố mẫu thần của mình. Sau khi an bài thỏa đáng, Lục Tiêu Du mới thở dài một hơi. Kế tiếp, hắn nên trở lại cổ vực, tăng cường thực lực bản thân, đồng thời cũng phát triển vì đình bồn. Tuy rằng thực lực một mình miễn cưỡng coi là mạnh, thế nhưng cũng còn rất yếu, có một cỗ thế lực khổng lồ sau lưng thì mới có thể bảo vệ được tất cả người nhà, người thân của mình thôi. Khi phải trở về cổ vực, trong lòng của Lục Thiếu Du lúc này cũng có chút trở mong. Hơn hai năm, gần ba năm rồi, không biết phi linh bồn trong tay quỷ tiên tử Bạch Oánh rốt cuộc đã tới bước nào đây, có đủ để cho hắn kinh hỉ hay không? Nghĩ tới việc sắp trở lại cổ vực, trong lòng của Lục Thiếu Du không khỏi vui sướng. Cổ vực mới là nơi thích hợp với hắn đêm xuống trên sườn núi cao sau lưng lục ra màn đêm bao phủ trời cao ánh trăng tỏa sáng nhẹ nhẹ lục tiêu du chắp tay đứng trên sườn núi do đêm thổi qua một mùi hương nhàn nhạt truyền tới dưới ánh trăng du hòa nhìn trên trời cao lục tiêu du lẩm bẩm nói nằm gì hành động phải thật mạnh mẽ lục tiêu du chắp tay đứng trên sườn núi do đêm thổi nhẹ một hương thơm thoang thoảng truyền tới ánh mắt nhìn lên bầu trời Lục thiên Du lẩm bẩm, Nam Nhi, hành động, đường bạo lệ, sự giữ nhân, lưỡng bất lập, Nam Nhi, đường sát nhân, sát nhân bất lưu tình, thiên thu bất hủ nghiệp, tẫn tại sát nhân trùng, tích hữu hào Nam Nhi, nghĩa khí trọng nhiên nặng, nhài tí tức sát nhân, nhân bì hồng mau kinh, hữu hữu hùng giữ phách, sát nhân loạn như ma, trị xính tẩu thiên hạ, trích tướng đào thường quả, kim dục mịch tử loại, đồ nhiên lào nguyệt ảnh quần bất kiến thụ nho phong khởi tráng sĩ tử thần châu tòng tử khoa nhân nghĩa nhất triều lỗ di loạn trung nguyên sĩ tử thị bôn nọa dần ngấp ngã dục học phổ không trọng trấn hùng hảo khí danh thành đồng phần thổ bất thiết nhân giả kỳ thần bội tước thiết kiếm nhất độ tức sát nhân cát cổ tương hạ tửu đàm tiếu quỷ thần kinh thiên lý sát cửu nhân, nguyện phí thập chủ tình, truyền trừ điền quang trù, giữ kết mình mình tình, triều xuất tầy mồn khứ, mộ đề nhân đầu hồi. Thần quyền duy tư thủy, khiến hào mạch nhiên suy, tầy mồn biệt mẫu khứ, mẫu bì nhì bất bì, Thần hứa hãn thành sự, nam nhi trường bất quy, sát đấu tiền địa gian, tham liệt kinh âm định, tam bộ sát nhất nhân, tâm đình thủ bất đình, huyết lưu vạn lý lãng, thì trầm thiên tẩm sơn. Trang sĩ trình chiến phái, quyện trầm địch thì miệt, mộng trung giò sát nhân, tiếu yếp ánh tố huy. Nữ gì mạc tương vấn, nam gì hùng hà tậm. Cổ lai nhân đức truyền hại nhân, lão nghĩa tòng lai vô nhất chân. Quần bất kiến, sư tổ điệp vật hoạch uy danh, khả liền mì lộc hữu thủy liên. Thế gian tòng lai cường thực nhược, túng sử hữu lý dạ uổng nhiên quân hưu vấn nam nhi tự hữu nam nhi hạnh nam nhi hành đương bảo lệ sự giữ nhân lượng bất lập nam nhi sự tại sát đấu trạng đàm tự hùng bi mục như làng sinh dược vì nam tức sát nhân bất giáo nam khu quả nữ tâm tất cả những điều ấy hắn ta chỉ lầm nhầm ở trong miệng tất cả mọi chuyện đều là hắn đều có thể nghĩ trong lòng cả vụ cồn thuận tráng sĩ vong nhân nghĩa thần chầu chỉ để không màn gì gây họa loạn trung nguyên đó sẽ từ chạy loạn dần khóc ròng tất cả mọi thứ đều quy về tổ tông tất cả mọi thứ đều như dòng thời gian trôi mãi không thể nào mà dừng lại được tất cả mọi chuyện nếu có xảy ra cũng chỉ là do tất cả mọi thứ luôn luôn luân chuyển. nói xong quanh thần lục thiêu du có một cỗ sát khí không tự chủ được mà tuôn ra sạt ý trong mắt bắn thẳng lên trời cao. Bài từ này là do người sáng tác sao? sạt khí quá nặng. thế nhưng kinh nghe lại có cảm giác hào khí vạn trượng. một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện bên cạnh lục tiêu du. trên vai của nàng có tiểu long dùng nhàn tuyệt mỹ. trên khuôn mặt kia dưới bóng dáng đêm này lại càng khiến cho dùng động lòng người. không phải ta sáng tác mà là một vị văn hào nơi ta đặt chân sáng tác ra nó. lục tiêu du đáp ra. Sát khí thủ liễm lại Từ trong cơ thể thở ra một hơi Ngày mai phải rời đi rồi sao Bạch Linh kết mở miệng Thành ẩm màng theo sự mê hoặc tuyệt đối Đúng như vậy Ngày mai chúng ta sẽ rời đi Tới cổ vực Cảnh vật ở đó không giống như ở đây Nghe bài từ người vừa ngâm Chỉ sợ địa phương lần này Người đi tới cũng không yên ổn một chút nào Bạch Linh vuốt ve đầu của tiểu long Ánh mắt ồn nhu Nhìn ánh trăng trong không trung Khiến cho ai nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được. <laughs> Nam Nhi mà, sao lại có thể chịu một cuộc sống yên bình được chứ? Lùng Tiêu Dung nói, kiếp trường hắn tầm thường vô vị. Kiếp này nếu tiếp tục như vậy, tin trời cao đã không cho hắn tới đại lục linh vũ này một chuyến rồi. Khi ánh sáng từ phía đông xuất hiện, sương bù trên trấn thành vần lượn lở. Mặc dù lúc này còn có vết tích đại chiến của cường giả Vũ Vương mấy ngày trước, nhưng vẫn còn có vẻ thờ mộng như cũ. Đó là một khung cảnh vô cùng hoàn mỹ. Sáng sớm, trên trấn Thành Vân có không ít thần ảnh di chuyển trên đường cái. Cửa hàng bên đường đã bắt đầu mở rộng cửa, bắt đầu một ngày buôn bán của mình. Lúc này trước cửa lục ra, Lam Ngọc Lăng ưng xoay quanh bầu trời. Lục Tiêu Du, Lục Trung, Vũ Ngọc Tiền, Vân Hồng Lăng, Tạ trưởng Náo, Lục Vô Song và Lục Tiểu Bạch đều ở đây. Cha, mẫu thần, hai người cẩn thận một chút. Lần sau con sẽ tới nhà ngoại công thăm hai người đấy. Lục vô song vô cùng không nỡ, nói với Lục Đông và Hoàng thị. Vô song, các con cũng phải cẩn thận một chút. Lục Đông lại nói, mọi người từ biệt nhau, vẻ mặt đều không nỡ. Cửa hàng và sinh ý của Lục Gia trên cửa bản đã được an bài hết. Hai người Lục Đông, Lục Tây hôm nay đều đi về nhà mẹ đẻ của thế tử mình. Lục Trung là Làn Thị, Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song thì hôm nay cũng đi về Vân Dương Tông. Thiêu Dù còn nhớ phải cẩn thận đấy, biết chưa? hai mắt của Lan Lan Thị rưng rưng không nỡ sạt lục tiêu du. Mẫu thần gửi cứ yên tâm đi, như từ của người không có việc gì đâu, sau này còn sẽ tới phần dương tông thăm người. Lục tiêu du nói, hắn cũng không thể để mẫu thần mình ở mãi trong vần dương tông được. Một khi thực lực phi linh môn lớn mạnh, tới lúc đó hắn sẽ tới đón mẫu thần đi phi linh môn. Làn bụi, tiêu du trưởng thành rồi, nàng không cần phải quá quan tâm tới nó nữa. Lục trung bên người lan lan, lúc này mở miệng nói. Tiểu Bạch, người cũng cần chiếu cố cho mình. Từ nhỏ ta nhìn người lớn lên, cũng giống như nhị tử của ta vậy. Là làn thị nói với lục Tiểu Bạch. Phụ nhân, người cứ yên tâm đi. Tiểu nhân sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, còn có thể chăm sóc cho công tử nữa. Lục Tiểu Bạch nói. Tiểu Tặc, chàng phải nhanh chóng đi vần giường tồng thẩm thiếp đấy. Vân Hồng lăng trừng mắt nhìn lục Tiêu Du, về mặt cũng không nỡ. Ta nhất định sẽ tới, giúp ta chăm sóc bẫu thần cho tốt vào. Lục Tiêu Du nói ra, thiếp đường nhiên sẽ chăm sóc mẫu thân, chàng cứ yên tâm đi. Vân Hồng Lăng nhìn Lục Tiêu Du rồi nói, còn nữa, chàng không được trêu hòa gẹo nguyệt, bằng không chàng sẽ chết rất khó cỏi đấy. Nghe Vân Hồng Lăng nói vậy, là làn thị và tạ trường lão, Lục Trung đều không nhìn được mà cười. Ta biết rồi, có mấy vị trưởng bối ở bên cạnh, Lục Tiêu Du cũng cảm thấy xấu hổ, thiếu chút nữa toát mồ hôi lạnh, quả ớt nhỏ, này quả thực là nói năng không biết phân biệt trường hợp. Thiêu dù, rảnh rỗi tìm về thăm sư phụ, đừng giống như cha của con, hai mươi năm cũng không quay về, ta coi như không có đệ tử như nó. Vũ Ngọc Tiền trừng mắt nhìn Lục Trung lạnh nói với Lục Thiêu Dù. Con ở bên ngoài tất cả phải cẩn thận, mẫu thần còn ở vần dương tông còn cứ yên tâm, sư phụ liều cái mạng già này cũng sẽ bảo đảm cho mẫu thần con an toàn ở Vân dương tông. Xin đa tạ sư phụ, Lục Thiêu Dù nói, đệ tử nhất định sẽ nhanh chóng về thăm người. Được rồi. Mọi người hãy mau chóng xuất phát đi, cũng không còn sớm nữa. Trạm tường lão lại nói. Dưới sự lưu luyến không trời, mọi người nhảy lên lưng Lam Ngọc Lang ưng. Là làn thị được lục trung ôm lên lưng Lam Ngọc Lang ưng. Mà lục thiếu hổ lúc này cũng được lục trung mang theo bên người. Tiểu tặc nhận định phải nhanh chóng tới thầm thiếp và vô song tỷ đấy. Vân Hồng Lăng nói xong, thân ảnh xinh đẹp tức thì nhảy lên lưng Lam Ngọc Lang ưng. Tiêu dù phải cẩn thận hết sức, chăm sóc bản thân cho tốt, tỷ và hồng lăng sẽ chăm sóc cho tam a di. lục vô song cũng nói. lục tiêu du mỉm cười gật đầu, ý bảo lục vô song đi trước. đối với hai vị hồn thể này, tuy rằng lục tiêu du không nỡ xa, thế nhưng hắn biết đây không phải là lúc. vân tay cáo biệt với mọi người, hai cánh của lam ngọc lăng ưng khẽ trùng động, thân thể cao lớn trong nhanh mắt biến mất trong không trung, nhìn bóng lưng của mọi người mãi tới khi biến mất, lục tiêu du không khỏi thở dài. Nếu như Phi Đình Bồn có thực lực mạnh mẽ Thì Hà Tất hắn phải đem thần nhân đưa đến đó Thiếu Du Sau này Lục Gia phải dựa vào con rồi Lục Đông nói với Lục Thiếu Du 15 năm sau Hy vọng tộc nhân của Lục Gia Có thể trở lại trấn thành vân. 15 năm sau Hẳn cũng không khác với dự tính lắm Lục Thiếu Du bây giờ thầm nói Trong lời nói cũng có chút tầng ý tứ 15 năm sau Chuyện tình bảo vật của Lục Gia cũng đã phải nhạt Mà 15 năm sau thực lực của hắn và phi linh môn sẽ càng lớn mạnh. Tới lúc đó, một khi có đủ thực lực cũng không cần bận tâm gì nữa. Tiêu Du, tứ túc phải đi trước đây. Lục Tây nói ra, trước lục gia lúc này đã có mấy cỗ xe ngựa. Lục gia không có yếu thú phi hành, cho nên cũng chỉ có thể dùng ngựa kéo xe thay cho đi bộ mà thôi. Lập tức Lục Tây, Lục Đông, Hoàng Thị, Trần Thị, tạm biệt Lục Tiêu Du, bốn người lên xe ngựa trời đi. Lục gia to lớn như vậy, lúc này hơn phần nửa đã thành phế tích, vô cùng vắng vẻ. Nhìn lục ra, lúc này lục thiếu du cũng không khỏi thở dài một hơi. Tất cả những chuyện xảy ra đã vượt qua sự tưởng tượng ban đầu của hắn. Lão đại, lần này chúng ta trở về cũng nên báo thủ đó nha. Cái lưỡi của tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào nói, ánh mắt tràn ngập vẻ giận dữ. Báo thủ cái gì chứ? Lục thiếu du nghi hoặc hỏi tiểu long Thì đâu cửu đầu yêu rào đấy? Lần trước nó đuổi theo chúng ta hai tháng, lần này đây phải giáo huấn nó, đem nó đánh cho bầm dập, để muốn đem sáu đầu của nó chặt bỏ toàn bộ. Khi trước tiểu long trong sơn mạch vụ đô, bị đầu cừu đầu yêu rào kia đuổi hai tháng, cho nên vẫn vô cùng oán hận cho tới tận bây giờ. Cừu đầu yêu rào, chúng ta cũng nên báo thủ thôi. Lục Tiết Du mở miệng nói ra, cười cười. Đầu cừu đầu yêu rào này, hắn phải báo thủ một chút. Lần trước từ cổ vực trở về, hắn bị cừu đầu yêu rào đuổi tới thành vụ đô. Lần này nó quả thực không may rồi đây Dù sao đi nữa cũng phải thu thập nó thôi Tiểu Long vô cùng tức giận Thấy răng vẻ của Tiểu Long như vậy Lục tiêu du thầm thay cho cửu lồng Cửu đầu yêu rào Lòng bổ hồi lạnh Có nghịch lân yêu bằng Nguyễn Ngọc yêu hồ Thái ẩm yêu thỏ bên người đâu cửu đầu yêu rào kia Quả thực không may rồi đây Màn đêm lại buồn xuống Dưới màn đêm này Trong ngọn núi phía sau lục ra Thân ảnh của lục tiêu du đã xuất hiện ở trong đó phía sau hắn có trúng thú, có thiền sĩ tuyết sư, huyết tích dịch, huyết ngọc yêu hộ, thái âm yêu thỏ, thủy hỏa yêu rào, nghịch lần yêu bằng. Về phần thị huyết yêu lang, lục yêu mãng, thiềm điện hắc báo, đã bị lục tiêu du thu vào không gian thú nàng. Mà hiện tại, bắt đầu yêu thú này dường như cũng đã sắp tới tứ giải rồi. Trên vài lục tiêu dù là Bạch Linh đã thu nhỏ lại thần thể. Vài bên kia là Tiểu Long, mà bên người hắn là Lục Tiểu Bạch lục tiêu du dự định buổi tối xuất phát đi tới cổ vực cũng là để tránh tai mắt của mọi người lúc này ở ngoài lục gia nói không chừng sẽ có không ít thám tử của các thế lực đang theo dõi hướng đi của lục gia tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút là an toàn hơn giờ lục tiêu du cũng không hy vọng chuyện mình đi vào cổ vực sẽ bị người khác biết ngay chuyện này đối với hắn vô cùng lợi hại công tử rốt cuộc chúng ta đi đâu đây lục tiêu bạch hỏi lục tiêu du từ trước tới nay hắn chưa từng đi đâu ra khỏi lục gia lục này phải rời khỏi trấn thanh vân lại đi theo bên người công tử cho nên hắn vô cùng hưng phấn tới nơi rồi người sẽ biết thôi lục tiêu du mở miệng cười tới vì đình môn để lục tiểu bạch và lưu nhất thủ liền thủ chính là trợ lực lớn cho hắn nam thúc lục tiêu du đột nhiên nhìn về phía sau nói một đạo thân ảnh như quỷ mị từ trong trống rỗng hiện ra chính là nam thúc nam thúc nhìn lục tiêu du một cái rồi lập tức kinh ngạc nhìn đám yêu thú phía sau đường đục tiêu du, khoe miệng cười khổ nói, xuất phát thôi. Hai cánh thiền sĩ tuyết sử dựng lên, thân thể bành trướng tới sáu bảy thước, một cỗ uy áp quách tán, lập tức bay lên trên tầng trời thấp. Nam thúc, chúng ta phải đi thôi, lục tiêu du nói ra. Không gian đột nhiên gấp khúc, thân ảnh của nam thúc nhanh chóng rơi vào trên lưng thiền sĩ tuyết sư. Cường giả quả nhìn không giống như người thường. Lục tiêu du thầm ước ao, trần khí dây trần chợt lóe bàn chân kẹt điểm một cái, thân thể lập tức rơi vào trên lưng thiền sĩ tuyết sư. Lục tiểu bạch cũng vô cùng hưng phấn, nhảy lên lưng thiền sĩ tuyết sư. Đây chính là lần đầu tiên hắn cử yêu thú, cho nên vô cùng kích động. Trung yêu thú phía sau cũng nhảy lên lưng thiền sĩ tuyết sư. Nghịch lên yêu bằng, thay ẩm yêu thỏ, huyện cọng yêu hồ, thủy hòa yêu dao. Lúc này không cần tiến vào tu năng, cả đám vô cùng vui vẻ. Thiền sĩ tuyết sư hóa thành một bóng trắng cực nhanh biến mất tại chỗ. Lục gia to lớn như vậy, lúc này cũng chỉ để lại mấy người hầu gan lớn một chút bảo vệ. Lục gia to lớn, lúc này có vẻ vô cùng tiêu điệu. Bằng vào tốc độ của thiên sĩ tuyết sư hiện tại, không tới một tháng là có thể đi qua sơn mạch vụ đô. Nam Túc ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư rồi nói, có lẽ là vậy, phi linh môn nằm ngay sát biên giới cổ vực. Đến lúc đó, Nam Túc có thể yên tâm ở phi linh môn dưỡng thương, có chuyện gì cứ giao cho con đi làm là được rồi. Lục tiêu dù lại nói, không ra cho người đi làm thì giao cho ai bây giờ? Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du, lập tức nói ra. Đến lúc đó, tìm cho ta một chút dược liệu, thường thế của ta cần phải an dưỡng một thời gian rất dài. Nam Thúc, người cứ yên tâm đi, tiêu tử sẽ cố gắng sắp xếp cho người mà. Lục Tiêu Du nói, tốc độ này thật là nhanh. Ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Tiểu Bạch sợ hãi than. Tốc độ của thiên sĩ tuyết sư quả thực giống như sấm sét. Lục Tiêu Du chỉ mỉm cười, một lát sau hắn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện, chân khí không ngừng vận chuyển trong kinh mạch. Lúc này Lục Tiêu Du đang tu luyện tam thiền lưu vận thủ. Mỗi một loại vũ khí đều từ trong cơ thể mà thi triển ra. Cần phải trải qua một kinh mạch riêng rồi hội tụ lại một chỗ mới có thể tạo ra lực lượng mạnh mẽ. Vũ khí thần cấp chỉ cần một hai kinh mạch là được rồi. Vũ khí tình cấp sẽ phức tạp hơn một chút. Cần đạt thông ba đến bốn kinh mạch. Về phần vũ khí hoàng cấp thì càng thêm phức tạp, phải đả thông hơn bởi kinh mạch. Trên khi vận chuyển qua bởi kinh mạch, cuối cùng hội tụ lại mới khiến cho năng lượng thuộc tính trong tiền địa công minh thì mới đạt được một uy lực cường hãn. Vũ khí huyền cấp thì càng thêm phức tạp, giống như là phụ quang lực ảnh vậy. Phức tạp tới mức phải đả thông kinh mạch trên đồi, trình độ phức tạp không cần nói cũng biết. Lúc này lục tiêu du tu luyện tàm thiền lưu vận thủ cũng vậy. Vũ khí huyền cấp trung dai cần chân khí tuôn ra từ mấy trăm kinh mạch trong cơ thể hội tụ lại rồi ngưng tụ ra công kích nếu như chỉ cần sai một cái thôi cũng có thể không thể tu luyện thành công hơn nữa chân khí muốn đồng thời từ mấy trăm cái kinh mạch tuôn ra rồi hội tụ lại trong một chớp mắt cũng không thể thành công được cho nên độ khó của nó vô cùng cao mà mỗi lần ngưng tụ công kích thất bại chân khí tán loạn trong cơ thể cảm giác đau đớn chuyển tới chân khí di chuyển khiến cho kinh mạch đau đớn khiến cho lục thiêu du ăn không ít quả đắng lần lượt thất bại lại tiếp tục tu luyện lục thiêu du cũng không phải hạng người tùy tiện mà buông tha tu vì vũ tướng tu luyện thành công vũ kỹ huyền cấp cũng đã không tồi rồi thế nhưng vũ tướng mà tu luyện vũ kỹ huyền cấp trung dai rất ít người có thể làm được vũ kỹ đạt tới huyền cấp trung dai thì tốc độ đả kích thông kinh mạch cũng là tốc độ phối hợp vô cùng khó có thể nói là quá khó khăn ví dụ như bình thường lục tiêu du có thực lực vũ tướng tam trọng độ dài rộng của kinh mạch của hắn còn độ dẻo dai thể chất cũng vô cùng tốt thế nhưng vũ tướng tam trọng bình thường kinh mạch và thể chất của họ ngay cả một phần ba của lục tiêu du cũng không bằng tu luyện vũ kỹ huyền cấp trung dai chỉ cần thất bại một lần thôi lực lượng phản lại tuyệt đối không hề dễ chịu kinh mạch nếu một chút chẳng có vài lần tu luyện vũ kỹ huyền cấp trung dai thất bại chân khí phải vệ đủ để khiến cho kinh mạch đứt thành từng khúc, bạo thể và chết. Vì vậy nếu như không đủ nghị lực, thể chất thì không thể dễ dàng tù luyện vũ kỹ huyền cấp như vậy được. Những điều này rất đã khóc, rất khó nói. Thế nhưng, có thứ so với nó còn khó hơn nữa. Vũ khí đạt tới huyền cấp trung sai, uy lực của nó vô cùng khổng lồ. Lục ngừng tụ vũ kỹ thôi động năng lượng vô hình trong tiền địa. Trọng yếu nhất chính là dùng hợp năng lượng thuộc tính Điều này so với sự dùng hợp chân khí trong kinh mạch còn khó hơn nhiều. Cần một linh hồn lực mẫn cảm. Vì cảm thấy vũ kỹ huyền cấp trung giai này khó tù luyện, lại nghĩ tới đẳng cấp của Long Ảnh Tý trong tay hắn đã là địa cấp. Lục Tiêu Du cũng không dám suy nghĩ tới việc tù luyện Long Ảnh Tý. Tiếp tục tù luyện rồi lại thất bại, cơ thể đau đớn. Thế nhưng Lục Tiêu Du vẫn cố gắng kiên trì. Ngoại trừ Tam Thiên Lưu Vân Thủ ra, liệt viêm quyền cũng là vũ kỹ huyền cấp trung giai lại thêm liệt công cầu kích ba bộ vũ kỹ huyền cấp trung dài, còn có đại điện độ hống là vũ kỹ huyền cấp sơ dài. Lục Tiêu Du biết, nếu như hắn muốn tù luyện thành công, bốn bộ vũ kỹ này không phải trong thời gian ngắn là có thể thành công được. Tiểu tử, tù luyện vũ kỹ huyền cấp trung dài không nên cố chấp tù luyện như vậy. Trên lưng thiền sĩ tuyết sư, Nam Thúc vẫn nhìn Lục Tiêu Du tu luyện, trong đôi mắt mở đục kia thì thoảng hiện lên sự vui vẻ. Nam Thúc, vậy thì tu luyện thế nào đây? Lục Tiêu Du ngừng tu luyện, trên trán của hắn lúc này mồ hôi chảy xuống như mưa. Lẽ nào lúc người tu luyện không phát hiện ra điều gì sao? Vũ khí tới cấp bậc này cũng không chỉ đơn giản dựa vào chân khí thôi động là có thể thi triển ra, còn cần sự lĩnh ngộ của người nữa. Nam Túc nhận nhà mà nói. Lĩnh ngộ sao? Lục Tiêu Du dường như vô cùng nghi hoặc hỏi lại. Bất luận một lực lượng gì đều đến từ thiên địa, lực lượng ngươi có mạnh hơn nữa cũng không thoát khỏi thiên địa năng lượng thuộc tính ẩn trong thiền địa thực lực của ngươi hiện giờ còn chưa cảm giác được, chờ sau khi ngươi tới vũ xuất ngũ trọng có thể sẽ cảm giác được. Tới đẳng cấp đó nếu muốn đột phá không chỉ đơn giản là chân khí phải đủ mà quan trọng hơn là yếu tố lĩnh ngộ cũng phải đủ. bằng không người cũng không thể đột phá được đâu. Nam Túc chậm rãi nói. lĩnh ngộ sao? lẽ nào Túc đang muốn nói tới tầm cảnh sao? Lục Tiêu Dù hỏi. trẻ nhỏ quả là dễ dậy cũng có thể nói như vậy vũ kỹ đẳng cấp điều huyện cấp trùng dài, ngay cả vũ xuất tu luyện cũng vô cùng khó khăn, vì nó liên quan tới lực lượng thuộc tính trong thiền địa. Chỉ khi người lĩnh ngộ nó mới có thể tu luyện thành công. Cho nên việc lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính này, người giới tu vi vũ xuất ngũ trọng, căn bản không thể chạm tới. Nếu như người có thể có tu vi vũ tướng mà có thể lĩnh ngộ được nó, sau này sẽ có chỗ tốt thật là lớn. Thế nhưng muốn bao nhiêu thì phải dựa vào chính người thôi nam thúc lại nói nam thúc vậy thì hiện tại còn dường như có mà lĩnh ngộ được thứ đó thôi lục thiêu du lại hỏi điều động lực lượng nằm thuộc tính trong cơ thể ngươi bản thân chậm rãi mà lĩnh ngộ loại lĩnh ngộ này vô cùng đơn giản chỉ có thể hiểu mà không diễn đạt được bằng lời chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi mà thôi nam thúc chậm rãi nói đa tạ nam thúc đã chỉ điểm cho con lục thiêu du trả lời khó trách mấy lần dường như hắn đã thấy dấu hiệu ngừng tụ thành công nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tức xem ra điều này có quan hệ với việc lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính trong lời nam thúc đã nói có chỉ dẫn lục tiêu du nhanh chóng ổn định tâm thần lập tức điều động lực lượng thuộc tính trên người bắt đầu chậm rãi cảm ngộ nam đạo quang mang quanh quẩn nhận thời tiến vào trong một trạng thái huyền ảo nhìn thấy như vậy trong mắt nam thúc hiện lên sự vui mừng thủ ấn nhanh chóng được kết lập tức bắt đầu tù luyện lục tiểu bạch đã sớm tiến vào trạng thái tu luyện có thể là bởi vì hắn biết thiền phúc của mình không tốt, cho nên tu luyện vô cùng khắc khổ, khiến cho Nam thúc vô cùng thỏa mãn. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba người cùng với một đám yêu thú trực tiếp đi về phía sơn mạch vụ đô. Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi, trong một nơi phong cảnh như bức tranh, cây xanh liên tục lắc lư giống như một cơn sóng biển dập dợn Một dòng nước chậm trái chảy qua một ngọn núi. Lúc này dưới tác nước có vây đạo thân ảnh xuất hiện. Có một thân ảnh của nám màu đen ánh mắt lạnh lùng, khí tức toàn thân như ẩn như hiện, khiến cho người khác không dám tới gần. Mà người này chính là thôi hồn động xuất đồng vô mệnh. Lúc này, bên người của thôi hồn động xuất Đông vô mệnh, có một nữ tử tuyệt mỹ quốc sắc thiền hương, trên người tỏa ra khí tức quyến rũ, thành thục, mái tóc đen được bối lên, đôi mắt đẹp dịu dàng, dáng vẻ chừng 20 tuổi, giống như một vị tiền tử. Toàn thân có một cỗ khí vị đạo, không nhiễm khói lửa nhân gian, y phục trên người có vài phần tương tự với Bạch Linh. Thế nhưng Bạch Linh lại có thêm một phần lạnh lùng và uy nghiêm, kiến tức lạnh lẽo. Nữ tử này chính là quỷ tiền tử Bạch Oánh. Sư phụ, tâm đồng vì sao lại đột phá nhanh như vậy, quả thực là quá kinh khủng. Một thiếu nữ mặc trang phục khiến cho người ta sồi máu đứng bên cạnh quỷ tiền tử Bạch Oánh, chừng mười mấy tuổi mà nói ra. Y phục màu hồng bó sát người, bộ ngực trước người cao vút, chiếc vai ngắn vừa vặn bao phủ bộ mông tròn lặn kia. Phía dưới hiện lên một đôi chân dài trắng bóng khiến cho người nhìn vào không khỏi liên tưởng tới cảnh xuân vô hạn trong chiếc bánh ngắn kiệt. Loại trang phục này quả thực khiến cho người ta sồi máu, mà nữ nhân này chính là bạch toa toa, không hiểu thế sự, luôn cuốn quyết lấy lục thiếu dù trước đây. Tâm đồng ấy à, là do nó trời sinh độc thể, uy lực khi tù luyện độc công không phải chuyện đùa, hơn nữa bản thân lại có thiền phúc cực cao cho nên mới kinh khủng như vậy đấy. Quỷ tiên tử Bạch Oánh quay đầu lại nói với Bạch Toa Toa: Tâm đồng hiện tại mới 13 tuổi, sau lần đột phá này đã là linh tướng tam trọng rồi. Quả thực quá là kinh khủng. Bên người Bạch Toa Toa có một nữ tử mặc cung trang, mắt to, cái miệng nhỏ nhắn, bên mái còn có hai lúm đồng tiền. Cung trang bao quanh một thân hình đồi đóm, thoạt nhìn có cảm giác giống như tỷ tỷ nhà bên. Người này chính là Phương Tần Kỳ, luôn chiếu cố cho tâm động. Lúc này còn có nhan kỳ ở đó đứa tử mặc y phục thủ sờ ở trấn Hoa Môn ba năm trước, lúc này đã trở thành một đứa tử hòa lệ, đường cong lồi đóm chói mắt. Mọi người lúc này đều nhìn vào một quang mang hắc sắc trong không gian. Trong quang mang hắc sắc này, dường như có độc khí nhẹ nhẹ quanh quẩn trong không gian, tràn ra một cỗ khí tức khiến tim người ta đập nhanh. Một cỗ khí tức cường hãn chậm rãi được kéo lên, bắt đầu đột phá. Trong ánh mắt lạnh lùng của tôi hồn động xuất đồng vùng mệnh này lúc này hiện lên tiêu ý hiếm thấy. Lúc này cũng có một chút kích động nói. Nhìn người kia, có lần kích động như vậy không? Quỷ tiên tử bạch oánh trừng mắt nhìn thôi hồn động xuất đồng vô mạnh. Đồ nhi của ta 13 tuổi, chính là linh tướng tam trọng. Loại thiền phú như thế này, phóng mắt khắp thiên hạ, liệu có đường mấy người? Đường nhiên ta phải kích động rồi. Thôi hồn động xuất đồng vô mạnh lại nói. Đó là bởi vì tâm đồng trời sinh là độc thể, cũng không có một chút quan hệ nào với người. Quỷ tiên tử bạch oánh trừng mắt nhìn thôi hồn Động xuất đồng vô mệnh. Vậy thì là do ta dạy dỗ. Có bản lãnh thì người cũng tìm một người rồi dạy dỗ thử đi. Thôi hồn Động xuất đồng vô mệnh cười hằng hắc mà nói. Quỷ tiên tử bạch oánh trừng mắt hư nhẹ một tiếng. Làm cho thôi hồn Động xuất đồng vô mệnh cũng không dám nói thêm gì nữa. Trong không gian phía trước, ký thức càng ngày càng mạnh. Chỉ sau một lát, ký thức này khiến cho không gian gợn sóng, kịch liệt ba động khi tức tăng đến giống như thế trẻ tre, một cỗ uy áp tới tận đình hồn đột nhiên khoanh tán. Trong không gian đột nhiên vang lên một tiếng trầm buộn, đồng thời hắc quang trong không gian phía trước đột nhiên cuộn cuộn, trong nháy mắt bao vây không gian trăm mét chung quanh. Một cỗ khí tức cường hãn kinh khủng, tuyệt đối áp lực tỏa ra khiến cho sắc mặt phương tần kỳ, bạch toa toa cùng với nhan kỳ lập tức đại biến. Một lát sau, ký tức này mới bình ổn trở lại, bắt đầu ổn định trong nháy mắt này, Hạ Quang đậm đặc mang theo một cỗ khí tức quỷ dị. Trong nháy mắt cò rút lại, Hạ Quang có rút lại, loáng thoáng nhìn thấy một thân thể nhỏ nhắn, xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Hạ Quang trong không gian lúc này cùng với một cỗ năng lượng vô hình trong tiền địa đều bị hấp thu vào trong thân hình nhỏ nhắn kia. Cuối cùng kỳ đạo Hạ Quang kia bị thổ vệ vào trong cơ thể nhỏ nhắn kia. Thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp kia khẽ thở ra một hơi, vô cùng mãnh liệt lúc bấy giờ trong đôi mắt của thôi hồn động xoát đồng vồ mệnh trong đôi mắt to tròn mọng nước kia bắn ra tinh quang khiến cho người khác không dám nhìn thẳng tinh quang trong chốc cát được thù lại sư phụ bạch oánh tỷ tình bằng trong mắt thần thể nhỏ nhắn xinh đẹp kia thù lại ánh mắt lập tức nhìn về phía thôi hồn động xoát đồng vồ mệnh và quỷ tiên tử bạch oánh nàng lập tức đứng dậy một tiểu nữ tử tuyệt mỹ xinh đẹp xuất hiện trước mặt mọi người thân cao chừng một thước năm một thước sáu trên người mặc một chiếc váy màu xanh, mái tóc đen mượt trên đầu, dưới hai hàng lông mì đen nhánh là đôi mắt to tròn, vô cùng khả ái. Thế nhưng trong lúc mơ hồ lại tỏa ra khí tức khiến cho tìm người khác đập nhanh. Trên mặt mang theo vẻ trẻ con, quả thực đảm mỹ nhân trong tương lai. Tâm đồng, tốt lắm, linh tướng tạm trọng, Phong trừng lục tiêu du kia cũng không thể cản đổi đổ đệ của ta nữa. Chờ sau khi tiểu tử kia trở về, nhất định sẽ há hốc mồm cho coi. Tô hồn độc xuất đông vô mệnh đắc ý cười hà hà. Sư phụ, nó không chừng ca ca so với con còn mạnh hơn đấy. Cô gái xinh đẹp này nói nhỏ, mà cô gái xinh đẹp này ngoại trừ lục tâm đồng ra, đương nhiên sẽ không còn ai khác. Vậy cũng rất khó, trừ vì hắn tù luyện nhanh như bay, bằng không sao có thể theo kịp trời sinh độc thể như con được. Tô hồn độc xuất đông vô mệnh mỉm cười, vẻ mặt sừng sốt nói. Thế nhưng còn nói cũng đúng, thực lực của tiểu tử kia tiến bộ vô cùng kinh khủng đấy. Đồng vô mệnh, thiên phú của tầm đồng quả thực vô cùng tốt, thế nhưng dù sao tuổi tác vẫn còn nhỏ, cách đây không lâu ta nhận được tin tức, trên đại hội tam tổng tứ môn 15 năm một lần, tiêu dù chỉ dùng thực lực vũ tướng nhất trọng, đánh bại vũ xuất nhất trọng, đoạt được quán quân đại hội tam tổng tư môn. Tin tức này hẳn là sẽ không sai đâu. Quỷ tiên tử Bạch Oánh mỉm cười nói với thôi hồn động xuất đồng vô mệnh. Cái gì? vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ xuất thất trọng sao? Thô hồn độc xuất đông vô mệnh kinh ngạc nhắc lại. Bên ngoài đồn rằng Tiêu Du là vũ giả toàn hệ. Hiện tại các thế lực lớn có lẽ đã biết đến tin tức này. Thế nhưng bọn họ có lẽ không nghĩ tới Lục Tiêu Du lại là trưởng môn của vị đình bồn chúng ta. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lại nói Vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ xuất nhất trọng. Tiêu từ này quả thực là quá dọa người rồi. Thô hồn độc xuất đông vô mệnh thất thần, có vẻ cực kỳ kinh hãi đối với chuyện của lục tiêu du là vũ giả toàn hệ hắn cũng không kinh ngạc bởi vì hắn đã sớm biết việc này ca ca đúng là lợi hại lục tâm đồng vui vẻ không ngớt rồi nói bạch oánh tỷ ca ca ta có lẽ cũng sắp trở về rồi có phải không gần ba năm không gặp ca ca trong lòng của nàng nhớ hắn không ít mà bởi vì lục tiêu du gọi bạch oánh là bạch oánh tỷ cho nên lục tâm đồng cũng gọi theo như vậy có lẽ chỉ còn nhanh lắm thôi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh mỉm cười nói. Hắn phổi tay làm trường quầy đầu như vậy, hiện tại cũng nên trở về rồi. Hơn hai năm nay khiến cho ta phải xuất bao nhiêu thực lực để cho tiểu tử kia trở về nhìn xem qua một chút. Trong khoảng thời gian này, khổ cực cho người rồi. Thôi hồn động xuất đồng vô mệnh quay về phía quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, bởi vì hắn nên quỷ tiên tử Bạch Oánh mới tới vì đình bồn cũng không gọi là khổ cực gì. Đôi mắt xinh đẹp của quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn về phía hồn đậu xuất đồng vô mệnh. Trong đôi mắt có một sự nhu tình khó có thể nhìn thấy được. Tham kiến hai vị cung phụng. Lúc này một thân ảnh mập mạp chạy tới. Người này vóc dáng không cao. Thế nhưng nhìn người của hắn lúc này có lẽ phải tới 200 cân. Lưu nhất thủ, có chuyện gì mà vội vã như vậy? Quỷ tiên tử Bạch Oánh lại hỏi. Người này chính là Lưu Nhất Thủ, khi trước mới vào phi linh bồn, Lưu nhất thủ này gần như que củi. Thế nhưng hiện tại, có lẽ là bởi vì sinh hoạt trong phi linh bồn vô cùng tốt, ăn được cho nên thể trọng nhanh chóng tăng lên, từ một que củi trở thành một con lợn. Mà lúc này, tàm nữ nhàn kỳ, phương tân kỳ, bạch tòa tòa, nhìn thấy lưu nhất thủ đều nhịn không được mà cười. Vốn rằng lưu nhất thủ này lớn lên khuôn mặt chỉ có dùng từng hèn mọn để mà hình dung. Thế nhưng hiện tại, đột nhiên béo phì toàn bộ mặt mũi đã bị biến dạng, hàng lông mi trên mắt lúc này chỉ nhìn thấy một điểm đen, còn có đôi mắt nhỏ kia, lúc này mở ra cũng khiến cho người ta có cảm giác là đang híp mắt, vô cùng là buồn cười. mấy năm nay Lưu Nhất Thủ này quả thực vô cùng có danh tiếng, toàn bộ địa phương sát biên giới sườn mạch Vũ Đô, không ai không biết tới Lưu Nhất Thủ. đây chính là nhân vật phòng vân của địa vực sát Sơn mạch Vũ Đô, chỉ cần một câu nói của Lưu Nhất Thủ đủ khiến cho địa vực sát sân mạch vụ đồ nổi lên sóng gió. Bạch Cùng Phụng, hôm trước tiểu nhân đi vào trấn Hoa Môn và trấn Đoàn Sơn, thì phát hiện ra gần đây dường như có không ít thế lực đang tiến vào, âm thầm làm một chút chuyện mở ám. Tin tức từ sân mạch vụ đồ truyền lại trong bồn có nói, trong đám người này không thiếu các cường giả, trực tiếp dùng giá thấp thu mua dược liệu trong sơn mạch vụ đô. Dòng bình đoàn không bán sẽ ra tay uy hiếp điều này gây ra ảnh hưởng đối với chúng ta không nhỏ. Lùng nhất thủ lại nói, đã điều tra ra chưa, đây là thế lực nào? Sắc mặt của quỷ tiên tử bạch oánh trầm xuống hỏi. Bẩm thừa cùng phụng, hẳn là người của quỷ vũ tông, trong đó dường như là còn có một chút thế lực hỗn loạn khác. Lùng nhất thủ trả lời, trước tiên tiếp tục điều tra, nếu không có động tĩnh lớn, không cần để ý, để cho bọn chúng thu nhiều một chút. Chờ sau khi lá gan bọn chúng lớn hơn chút nữa sẽ một mẻ bắt hết bọn chúng một lần. Các người đã hiểu chưa? Hàn ý trong mắt của Bạch Oánh hiện lên. Đệ tử sẽ làm theo tôn chỉ của cung phụng. Đệ tử xin cáo lui. Lưu Nhất Thủ lập tức lui ra đi luôn. Trước mặt hai vị cung phụng, hắn cũng không muốn ở lâu. Khi tức vô cùng trên người của hai vị cung phụng khiến cho hắn thiếu chút nữa hồ hấp trở nên khó khăn. Quỷ vũ tông rốt cuộc không nhịn được nữa rồi. Sắp bắt đầu rồi sao? Lưu Nhất Thủ rời đi thu hồn độc xuất đông vô mệnh bên người quỷ tiền tử bạch oánh nói nhỏ bọn hắn đã nhẫn lại không tồi rồi thế nhưng phi đình bồn hiện tại không phải là thứ mà quỷ vũ tông của bọn hắn có thể dây vào nếu động vào thì sẽ phải trả một cái giá khá lớn đấy quỷ tiên tử bạch oánh lại nói trong sơn mạch vụ đô núi non liền miên những cánh rừng mênh mông vô bờ như biển cả sáng sớm trong sơn mạch được bao phủ bởi một tầng sương mù mỏng mặt trời còn chưa xuất hiện gió từ trên núi thổi xuống, mang theo cảm giác mát mẻ. Lá cây trong gió khẽ đùng đưa, phát ra âm thanh nhẹ nhẹ. Lúc này trong một khe sâu trong sơn mạch, có hai cỗ khí tức cường hãn nhanh chóng kéo lên. Trong khe sâu, thân ảnh của hai đầu yêu thú khổng lồ thấp thoáng được hiện ra. Hai cỗ khí tức này xuất hiện, khiến cho đám yêu thú trong sơn mạch lập tức chạy ra xa. Yêu thú lớn gan hơn một chút thì trực tiếp trốn trong sơn động, không dám ra ngoài nhìn vào bản thể của hai đầu yêu thú khổng lồ trong khe sâu khoe miệng của lục tiêu du hiện lên một chút tiêu ý không nghĩ tới thai âm yêu thỏ và thủy hỏa yêu rào lại đột phá cùng một lúc như vậy tốc độ đột phá của chúng đó quả thực vô cùng nhanh yêu thú trong bật địa của vân dương tông nếu như toàn bộ đều được thả ra ngoài thì có thể nói là vô cùng kinh khủng phòng trừng tốc độ đột phá đều kinh khủng như nhau nam tốc nhìn hai đầu yêu thú trong khe sâu khẽ nói Lục Tiêu Dung mỉm cười, thay ẩm yêu thỏ đột phá đã là yêu thú ngũ dài hậu kỳ, tùy hỏa yêu sao đột phá là ngũ dài trùng kỳ, thực lực không thể nghi ngờ chính là đại tăng. Chỉ, chỉ tê tê. Hai đầu yêu thú khổng lồ hầu như cùng rít lên một tiếng không phân biệt được trước sau. Khi tức kình người nhanh chóng khuếch tán, tê tích hai đầu yêu thú khổng lồ này cũng nhanh chóng tăng vọt. Khi tức khuếch tán, không gian trong khe sâu lúc này cuộn sóng. Khi tức của thai ẩm yêu thỏ đột phá bình cảnh đầu tiên. Khí tức cuồng bạo khiến cho chúng thú trùng quanh phủ phục trùn dậy. Lập tức khí tức của thủy hỏa yêu dao cũng đã đột phá. Trên hai cái đầu lớn kia, một cỗ hơi nước cùng với hỏa nắng giao hỏa với nhau vô cùng quỷ dị. Khí tức một lúc lâu sau mới bình ổn trở lại. Mà lúc này hai đầu yêu thú khổng lồ nhanh chóng rút nhỏ thân thể trong nháy mắt nhảy lên khỏi khe sâu. Yêu vương, chủ nhân, chúng ta đã đột phá xong, có thể tiếp tục xuất phát thay ẩm yêu thỏ, thủy hỏa yêu sao, đi tới bên người lục tiêu du, tiểu long, bạch đình rồi nói. Tiếp tục xuất phát thôi. Lục tiêu du thỏa mãn nói ra, thiền sĩ tuyết sư lập tức dường cánh bay đi. Hôm qua thay ẩm yêu thỏ và thủy hỏa yêu sao đã tới sát biên giới đột phá, cho nên mọi người phải dừng lại để cho hai đầu yêu thú này đột phá. Công tử, bao lâu nữa chúng ta mới có thể tới nơi? Lục tiêu bạch hỏi lục tiêu du. Còn con độ nằm sáu ngày nữa là có thể tới rồi lục tiêu du nói ra hiện tại đã đi sâu vào trong sơn mạch vụ đô của thiền sĩ tuyết sư tốc độ là hiện tại chỉ cần 4 đến 5 ngày là có thể tới phì đình bồn lão đại chúng ta cũng nhanh đến địa bàn của cựu đầu yêu dao kia thôi tiểu long gật đầu lên dọc đường đi không biết bao nhiêu lần nó nhắc nhở lục tiêu du đi tìm cựu đầu yêu dao để báo thù hẳn là hai ngày nữa sẽ tới đấy lục tiêu du mỉm cười cựu đầu yêu dao này khi trước đuổi hắn lầu đến như vậy. Lúc này quả thực nên tính sổ một chút. Huyệt tịch dịch, mang ta đi tới xảo huyệt trước đây của các người một chút, ta phải tính sổ với cừu đầu yêu dao kia. Cái lưỡi của tiểu long không ngừng phun rắn đốt vào, có vẻ vô cùng hừng phấn. Lần trước lão đại của nó phải chịu đựng chạy khốn, lần này nhất định phải báo thủ. Huyệt tịch dịch không khỏi lo lắng cho cừu đầu yêu dao, cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn cho cừu đầu yêu dao mà thôi cưỡi trên lưng thiền sĩ tiết sư lục tiêu du nhìn kỹ không gian phía dưới lần trước đi cổ vực so với lần này hoàn toàn không giống nhau Nụ đoàn phía dưới thỉnh thoảng có thể thấy được một ít dòng bình đoàn có thực lực vũ sư lục tiêu du cũng cùng lười xuất thủ thôn phệ thực lực như vũ sư đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng vô cùng yếu cho dù thôn phệ cũng không có hiệu quả quá lớn nghĩ tới mấy ngày nữa là có thể tới phi linh bồn các miệng của Lục Tiêu Du rút cuộc hiện lên sự vui vẻ. Không biết tiểu nhát đầu tâm đồng kia tu luyện độc công thế nào rồi. Có lẽ do trời sinh cho nên tốc độ tu luyện của tiểu nhát đầu này hẳn là sẽ rất nhanh. Đối với thực lực hiện tại của Phi Linh Bồn, Lục Tiêu Du cũng rất mở chờ mong. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã hơn 2 năm rồi. Hiện tại có quỷ tiền tử bạch quánh tọa trấn. Phong trừng thực lực của Phi Linh Bồn cũng cường hãn không ít. Lần này, hắn tiến vào cổ vực lần nữa, cần phải nhanh chóng để thăng thực lực mới được. nghĩ tới chuyện này, Lục Tuyết Du không khỏi thở dài. Bản thân của hắn lại tiếp tục tu luyện vũ kỹ. Một mặt tu luyện, một mặt lĩnh ngộ. Quả thực điều này khiến cho Lục Tiêu Du, tuy rằng ở trên đường thiền sĩ tuyết sư, nhưng là cũng không thiếu chuyện để làm. Trên phương diện lĩnh ngộ, Lục Tiêu Du vẫn không có cảm giác gì. Để có thể cảm giác được tồn tại của năng lượng thuộc tính, Lục Tiêu Du cũng không biết mình nên làm như thế nào. Thế nhưng việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, Lục Tiêu Du cũng không cần gấp gáp cho lắm. Có thể một ngày nào đó, linh cảm chợt lóe là hắn có thể lĩnh ngộ được năng lượng thuộc tính thì sao? Tiếp tục tủ luyện đắm chìm, thời gian nhanh chóng trôi qua. Nam Thúc, Bạch Linh, Lục Tiểu Bạch, còn có Tiểu Long đều đang tủ luyện. Trong một dãy núi điền biên trong sơn mạch vụ đô, bốn phía vũ khí quanh quẩn, đại tụ che trời dày đặc lộ ra một mảng xanh ngắt trong sân mạch vụ đô lại xuất hiện một nơi như thế này, tuyệt đối khiến cho người ta kinh ngạc. Trong sân mạch vụ đô đều là các quần sân vây quanh, ngọn núi cực kỳ khó gặp. Trong ngọn núi này, linh đực cực kỳ trân bảo so với những địa phương tỷ nhiều hơn cấp bội. Còn đôi khi, trên núi chỉ cần đi hái bước là có thể hái được linh dược. Thế nhưng chỉ cần là dòng vinh đoàn có chút hiểu biết, cũng biết rõ linh dược bên trong ngọn núi này so với những đời khác nhiều hơn thế nhưng lại không có dám tiến vào. Trước đây, có tám người dòng bình đoàn khác ná gan lớn hơn một chút, thực lực cũng không tệ mà tiến vào, cho tới bây giờ còn chưa đi ra được. Không ít dòng bình đoàn có chút hiểu biết về hiểu rõ, ngọn núi này không phải là địa phương bình thường, đây chính là địa bàn của yêu vương trong sân mạch vũ đô. Trước đây có một đầu yêu vương thạch vượng còn đỡ hơn, thỉnh thoảng còn có một ít dòng bình đoàn đục nước béo cỏ hay được một chút dược liệu sau này có một đầu cừu đầu yêu giao tới đây thì khó khăn hơn gấp bội. Đầu cừu đầu yêu giao này dường như không thích nhân loại. Đối với dòng bình đoàn hạ thủ không hề lưu tình. Mà từ hơn hai năm trước đây, không ít dòng bình đoàn kêu khổ không ngừng. Bởi vì đầu cừu đầu yêu giao này không biết bị làm sao, cứ thấy nhân loại là giết. Đừng nói là tới trên ngọn núi này, cho dù là ở ngoài ngọn núi, nếu như bị nó nhìn thấy, tức thì sẽ có một đám lớn yêu thú vây quanh nói chung từ hơn 2 năm trước đây trong sân mạch vụ đô này nguy hiểm hơn nhiều dòng bình đoàn trước đây chỉ cần không tới khu vực nguy hiểm là không còn nguy hiểm quá lớn cơ hội đụng đầu với ba đầu yêu vương trong này vô cùng nhỏ thế nhưng hiện tại lại không giống như trước đây cho dù là sát biên giới với sân mạch vụ đô có đôi khi sẽ có dòng bình đoàn bất hạnh bị một đám yêu thú vây quanh theo nguồn tin từ một số người cựu đầu yêu giao trong sân mạch vụ đô là hai năm trước Bị một nhân loại quấy nhiễu Cuối cùng có thể người nọ chạy mất Vô đầu cừu đầu yêu giao này Đã thống nhân loại Đã rồi cho nên là càng thêm thống hận hơn Vô cùng căm hận Như thế mới về địa phương này Mà ở ẩn Tất cả mọi thứ đều diễn biến vô cùng nhanh Không biết câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả Cùng tiếp tục theo dõi Ở những video tiếp theo Còn bây giờ tối nay xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo